Ok, và bây giờ mình sẽ ôn lại các cái từ đấy ha, để sợ mọi người sẽ quên những cái cách đọc và có những cái từ ấy á. Ví dụ nhé, ví dụ mình có cái từ mình có một cái từ ví dụ như là cái bữa ăn, mọi người biết, biết từ bữa ăn trong tiếng Anh không ạ? Bữa ăn. Meal. Ok, ngắn y ngắn hay dài ạ? Dài. Meal, ví dụ là tôi chuẩn bị bữa ăn cho gia đình tôi. Tôi ấy Prepare. Prefer. prefer là thích nhá, prepare. Yeah. Prepare. Prepare Prepare. một cái bữa ăn nhé, a meal. A meal for some For happy my family. my Fun, family family, okay. I prepare. family Yeah, chỗ này là prepare a meal prepare for my family. Nhớ mọi người phải đọc nhá. Nếu mà mọi người ấy mà đọc là y ngắn á. meal Meal. I prepare a meal for my family. Mọi người biết từ meal là có nghĩa là gì không ạ? Meal. dặm anh Không, meal này nó cái mạ cái dặm là mile nhá, mile là dặm nhá. Còn mill có nghĩa là cái cối xay gió nhá. Cối xay gió đấy nhá. Mill là cối xay gió. Nhưng có cái từ sữa thì đọc là gì ạ? Milk. Vậy Milk. thì này, mình cứ đọc Milk. là milk. 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 Vậy Milk. thì nhá, người nhớ cho em một số bạn bạn làm bài homework em cũng nhắc lại, đó là cái âm l cuối á thì bao giờ mình phải có một chữ o ở cuối ha. Ví dụ như là cái từ meal thì mình đọc là meal. Meal. Need. Ví dụ cái từ trường học ạ. Đó. School. School. School nhé, xong là mình luôn liền hai School. từ với nhau. School. 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 Đấy, riêng âm L ở cuối là có một School. cái như vậy ha. Đó. Vậy gì? Có một từ mà mọi người hay bị tôi cảm thấy là I Feel. Ok, với feel thì rất nhiều bạn đọc rất là từ ngắn nhá, mình phải đọc là I feel. Bao giờ cũng phải đọc rất là cái từ này nó Feel. phải to và dài ra. Feel. I feel chứ không được nói I Feel. feel nhé. I I feel. feel nhé. Ví dụ I hôm feel. trước mình học tôi cảm thấy thoải mái ấy. I Feel. feel Comfortable. yeah. Cái Comfortable. từ này hôm trước em chữa bài vẫn nhiều người vẫn đọc là comfortable. Comfortable. Comfortable nhưng mà không phải đâu, cái từ comfort cái bỏ chữ A này nhá, Comfortable. cái chữ A này em viết viết thừa nhé. Mình đọc là comfortable nhá. Comfortable. Come, mình đọc là come Comfortable. nhá. Yeah, come, Comfortable. mình đọc đây mình sẽ đọc là fur nhá. Fur. Comfort. Fur đó rất là bé thôi. Comfortable. Bờ. Ồ, đấy, comfortable, đấy, comfortable, nhá. Mình không đọc là, không được đọc là come for table là sai ha. For là sai đấy, phải là fur. Như âm ơ là rất là ngắn. Comfortable, đấy, comfortable, nhá. Em biết kiểu này làm em nhớ đến hồi cấp 1, cấp 2. Nhưng mình vẫn phải Cấp 3 đọc. em còn Cái này cũng đọc được mà. Thực ra là mình viết bảng IPA rồi, nhưng bây giờ viết bảng IPA nó vẫn viết được thôi, nhưng mà cái không có chữ cái nha, nếu viết bảng IPA nó này này nhá. Đấy nên là come lại cái dấu ở kia là dấu nhá. Comfort. Comfort. Từ làm ơ này. Ở đây là âm bộ. Nó làm ơ trên này, đấy nó viết là comfortable. Một số từ điển thì đây nó còn có chữ ơ bé thôi. Còn một số người người ta còn đọc là comfortable, thậm chí người ta bỏ hẳn cái âm ơ này đi ấy. Người ta là ơ mơ nên người ta comfortable đấy, chứ đừng comfortable cứ ai nghe cái từ for là chắc chắn là sai, thì thầy chắc chắn là sai ha, là comfortable. Okay. Comfortable, comfortable comfortable. Cái này học comfortable thuộc nhiều thì sẽ không bị nữa đâu ạ, còn được tập đọc ít thì dễ là bị comfortable lắm đó. comfortable Kiếm một số từ đó, comfortable. đó đó là một số. Còn hôm trước mình có đọc đây nhé, tiếp theo một số từ, ví dụ như là cái từ cảm thấy là feel Feel. là y dài nhá. Cái từ cánh đồng là gì ạ? Cánh đồng là gì ạ?
Đó là filled. Đấy. Filled. Feel Thì mình chỉ feel cho hơn cái từ này trong feel the nhẹ vào nhé. Filled. Đấy. feel Filled. Đấy, cái từ filled. này như cũng Feel. từ trường đúng không thầy, Dạ, kiểu dạ. từ bài các thứ gì đúng không? Field thì nó là cánh đồng hoặc là một cái lĩnh vực nào đó nhá. Đúng, Ừ, ví dụ như là ví dụ như là không nghĩ ra về câu gì, nhưng mà ví dụ như là mình làm về cơ khí nhá, thì đấy cơ khí là mechanical engineering thì là một cái field. Đấy, field thì mình cố gắng ha. Vậy thì mọi người cố gắng sửa giúp em ha, là cái từ y dài là phải cố gắng phải cho nó thật dài ra và đọc chậm lại, chứ không được đọc là field, phải feel. Tôi nói tiếng Anh chẳng hạn nhé. Tôi nói tiếng Anh, cái câu đấy thì là I Speak, speak. Nào, không được speak. speak, Speak. Đấy, mình phải speak, speak English. Đấy. speak, English. speak, English. speak, English. speak, I English, speak English. Thì mọi người mới English, tập luyện ha. English, Mọi người phải English, cái y dài, biết chắc chắn là y dài thì phải speak. I speak English. Đấy. English, Chứ không được speak, lười là đọc là I speak English là rồi chắc chắn lại thành ra tiếng Việt luôn English, đấy. Thì rồi đọc nhanh là I speak English. English, Ok. Peace. Thì mới đầu mình luyện nhé, mình phải luyện từng từ một xong ghép vào Yes. dần dần ha. Đó là cái đó. Tiếp theo. Buổi trước của mình cũng có học âm sờ sờ nhẹ và âm sờ nặng ha. Âm sờ nặng nó bắt đầu bằng cái âm như kiểu này ha. Đó. Âm sờ nặng. Thì ví dụ có một cái từ ví dụ như là cô ấy chẳng hạn. She. Ok, cô ấy là She. dạ yeah, she nên ạ. Shoot, She should ok. shoot, shoot, She should shoot, bán shoot, bán ạ. shoot, So sell, yeah. sell, Sushi ạ. Cái sushi ở sushi, Nhật Bản nhỉ? sushi, Sushi. sushi, Rồi cái sushi. này là em hỏi tiếng nếu là trong 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 Japanese thì cái này đọc là sờ nặng đúng không? Sushi hay gì ạ? Sushi. Sushi. Sushi, Nó sushi đọc sờ nặng hay sờ nhẹ? em thấy nó đọc bình Sờ thường nhẹ. thôi ấy, sơ Sờ nhẹ, nhẹ. sushi, Sushi. Nó đọc là sushi ạ. sushi, sơ nhẹ trong tiếng Sờ Nhật nhẹ. bọn chỉ Không biết nói. nhưng mà kiểu hình như không phải sụ, người ta gọi là sushi ạ. Ừ ấy ạ, Sư à, người ta ừ đọc ạ, sushi. sushi. À. Thế trong tiếng Nhật có sờ nặng không ạ? Có Có. sờ nặng ạ, có nhưng mà phân biệt nó cũng hơi bị khó. Nhưng Từ mà xa với từ xa nó viết khác nhau ấy, nhưng mà đọc em đọc người Nhật cũng bảo em đọc nó không phân biệt được đâu. thế à? Chắc Đằng là xa thế nó khó ấy. là ừ. Xa là sờ sờ nhẹ nhưng mà si si là phải sờ nặng ấy. Yeah. Xa si như xê xô thì có chữ si là Từ phải phát âm xa trong thế từ thế cái từ kiểu xa wa với từ watashi wa thì she, watashi wa là she sờ nặng. là si si nặng đấy ạ. Xin lỗi. Watashi si nặng nhé. Watashi wa đấy. Không, Ồ thế thì những cái đấy thì nó kiểu nó không đặc biệt lắm nên si nào cũng được ấy. Nó không Yeah, watashi nó wa. không đọc Nhưng mà phải ấy lắm. Đọc nặng như tiếng Anh đâu, nó đọc à nhẹ nhàng không đọc thôi. nặng, Nó không đọc nặng Ừ. như tiếng Anh là she như thế ấy. Nhưng mà nghĩa là Ví nó nặng dụ hơn như từ si nguyên là các từ còn lại. đúng rồi, nó bằng tức là âm hầu như tiếng Việt Nhật thì đọc âm bằng á, không Yeah. nhấn cũng không lên tông. Ví dụ như là âm bằng ngang, ví dụ như là watashi wa, À. watashi wa, watashi wa, ừ. Watashi Hoặc yeah. là sushi, tempura, sashimi, đấy kiểu thế thì nó Oh. chỉ đọc nhẹ và đọc ngang âm thôi chứ không À thế thì không. vì ví dụ như kiểu em đọc kiểu Watashi wa chan Đúng rồi, desu. thì đúng Betalamu kalakimasta là đang đọc kiểu điệu đúng rồi. không? Thì tiếng Anh ấy nhỉ? Đúng rồi, thì đọc kiểu như là đang Hay. cần nói như nào nhỉ, ngày xưa đi dạy hay nói là như kiểu em đang là mẫu giáo Nhưng mà ấy. quen, nhưng mà quen kiểu từ tiếng Anh rồi thế là kiểu sẽ Đúng kiểu rồi, thì sẽ nói là sẽ nghe như kiểu mấy ông Tây đang đọc tiếng Nhật ấy, thì nó cũng sẽ như thế. Còn ok giống như mà dạy mấy anh Tây đang học tiếng Nhật thì cũng như thế đấy, yeah cũng như ok đang nói. ok Nhưng mà thật ra thì tiếng Nhật đấy, nó khi mình giao tiếp với cái chủ yếu là cái ngữ điệu thôi, chứ còn đúng không phải là vấn đề trọng âm mà là ngữ điệu. rồi Nó là right. ngữ điệu. Yeah. Không Tại vì tao cứ cứ từ nó vẫn đọc bằng bằng nhau nhỉ. Nó rồi, đọc người Nhật nói như hát đọc ấy. Cho nên như là những cái người Nhật già thì nói sẽ rất là khó nghe.
người ta nuốt âm ấy, mình Hầu như nghe là họ không có mở mở khẩu hình ra nhiều, à. họ mồm của họ sẽ không mở ra quá nhiều. Đôi khi họ nói mà kiểu như em đang nói, ví dụ như là em nói kiểu gì nhờ, chị đang nói ở cái đấy kiểu thế, À, hiểu không? thế thì chị có thể không nghe đâu. Thế thì kể cả mấy mấy ông Tây già ấy cũng nghe đâu. Nếu mà Là thế. nhiều bạn mà mới sang thì sẽ rất là khó nghe các bác này nói chuyện. Ok. Thank you so much for your sharing, okay? So now, Ok. let's move on to our new lesson today. Okay, hôm nay mình sẽ học bài về gì ạ? Chủ đề ạ? What is the topic today? Sa bèn. Correct. Hằng ơi, your pronunciation is very good. Hằng đã đúng và đọc thành sharp như của anh Mỹ nhá. Anh nghe anh thì nó đọc là shopping nhé mọi người nhá, shopping. Người Việt Nam hay bảo Shopping. đi 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 shopping bởi vì là mọi người biết vì sao không ạ? Tại nhìn thứ nhất nó nhìn giống ông O, thứ hai nữa là như nào ạ? Cái Nghe đọc à? không, cái hệ thống sách giáo khoa của người Việt Nam là anh nhá. Đó. Hệ thống sách giáo khoa các cái bản hiện tại ở nhà trường mới đang dùng thì là anh. Đó. Cho nên là phát âm, nhưng mà không hiểu sao học sinh phát âm toàn anh Mỹ đầu ra, input thì anh nhưng đầu ra toàn anh Mỹ. Hôm nay mình sẽ học cái âm âm hôm trước thì âm sờ xong rồi sờ, mình có cái cặp sờ ở đây rồi thì bây giờ mình sẽ cặp một cặp r là cặp rung của nó ha, với cả mình sẽ học âm tờ đờ nhé. Âm tờ đờ em xem hôm của mọi người thì nhiều bạn đã đọc âm tờ đờ rồi đó, thì hôm nay sẽ chỉ xem một vài cái cách âm tờ đờ kiểu cách khác ha. Ok thì mình sẽ chuyển sang đây rồi. Âm tờ ha. Tiếng Việt với cả tiếng Anh ha, âm tờ nó khác nhau nhá, tờ đờ khác nhau nhá. Sự khác nhau duy nhất là âm tờ trong tiếng Việt người ta đọc là tờ, tiếng Anh họ là th. Th. Nó là âm thờ và bật ra nhá. Th. Đó, bằng cách là mình nén cái đầu lưỡi vào cái hàm trên, nén hơi vào xong bật ra, mình bật âm thờ nhưng mà bật thật mạnh vào. Th. Th. Đó. Đấy, th. Mình nói âm thờ và mình bật ra. Tương tự âm đờ cũng thế, mình nói âm đ. Đó, mình gằn cái giọng xuống đ và mình dứt khoát xuống đ. Dễ lắm chị. Tuy nhiên âm tờ nó có khoảng âm đ âm tờ ha, có khoảng 4 đến 5 cách đọc mọi người ạ. Nó từng cái vị trí ở trong từ như thế nào thì nó có cách đọc như thế. Ví dụ ha, the first one có mình có từ two là thứ hai, mình đọc là two, mình nha two, mình không đọc là tu nhá, tu không phải. Two, nén hơi và là two. Đấy, tuy nhiên trong câu á, những cái từ nào mà mình cần nhấn ấy thì mình mới bật mạnh như vậy. Chứ trong câu mà tự dưng ví dụ nhá, me too, mình đọc từ me too mà mình đọc là me too. Too. Như vậy thì nó quá đà rồi. Vậy mình sẽ vẫn là cái too nhưng mình đọc là thay vì too thì mình là too. Mình giảm cái độ bật xuống ha, trong cái từ trong cái văn nói bình thường mình sẽ giảm cái độ bật nhưng mà khi luyện nhá thì mình cứ tập là to nhá, t đấy. I want đấy. Tiếp theo đấy là âm tờ ở đầu tiên ha, ở đầu câu ha, còn âm tờ mà ở giữa câu hoặc là ở cuối câu thì nó bật rất là nhẹ ha. Ví dụ cái từ nhá, hôm trước là em cho mọi người cái từ cái từ nó. Đó. Thì cái từ này mình sẽ đọc là et. Đó. Mọi người nghe nhé nhỉ, et. Rất là nhẹ nhé, et. I like it, et. Mình không đọc là et nhé, không đọc et. Đấy. Đấy là mình gằn cực kỳ dặn rồi nhưng mà et nhẹ nhàng et. Đấy. Nhưng mà không đọc là s nhé, có nhiều bạn cứ xì hơi là s là sai à, et. Vậy thì âm tờ ở đầu thì bật mạnh hơn, còn âm thờ cuối bật rất là nhẹ nhàng thôi, rất là nhẹ nhàng. Ví dụ là cái từ trà nhá, cái từ trà thì mình đọc là tea. Mình đọc là tea đấy, tea, I like tea, tea đấy. Còn cái từ et thì mình đọc là et, âm tờ rất là nhẹ nhàng thôi. Tương tự ví dụ như là
Do. Ví dụ là feet, Feet. feet nhẹ nhàng, Feet. feet ở đâu, feet 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 feed, mình là Feet. feed, Feet. đấy, feed, đấy, feed, Feet. đấy. Đọc rất là nhẹ Feet. thôi, d d Feet. d đấy, d Feet. nhá, feed feed, chứ mình không đọc là feed feed nhá, không đọc là feed nhá, đó, Cái đó. này thấy là cho em hỏi xíu được không? Ok Có ok cái âm này nó khác với cái âm fitter, như kiểu âm fit với thời gian, fit với quần áo các thứ ấy, thì nó đọc khác nhau ở đâu? Cái từ fit này đúng, bạn hỏi cái này nhá, Dạ, đúng đúng rồi thầy. cái này fit mình đọc là e nhá, fit, À, còn cái này là feet, feet vâng, fit, đấy khác nhau mà đúng không, một cái là e khác fit feet, ok, và thì y ngắn thì chuyển thành e là được ha, nó rất là từ nhau. hay cái này, it really fits me, đấy. Nó rất là khít với tôi nhá, vì mặc cái bộ quần áo này. Really fits me. Really là dài nhá. Really dài nhá. Ok, câu hỏi rất là hay. Ok. Vâng, em Yeah, cảm thấy. ok. Come on. Vậy thì nhớ ta da ở đầu thì việc từ do mình đọc là do, I do it. Ok, thì mình da rất là mạnh. Do. Đấy. Ok. Nhưng mà ví dụ nhá, da ở giữa. Da ở giữa. Ví dụ là And. garden nhá. Yeah. Mình không đọc là Yeah. garden. Không đọc là garden nhé, yeah. Đọc garden, đọc ra bật một xíu garden, ok, garden đó, garden chứ đừng đọc là garden nữa, không đọc thì kỳ quá, không được đọc như vậy. Thì đấy, ví dụ như kể, ví dụ cái từ nhá, water nhá, yeah. Từ này rồi nó có Wait. kiểu cách đọc là water nhá, nhưng mà đọc nhẹ nè, water water Okay. đó, mình không đọc là water, là water Okay. water, ok, sau rồi mình có cách chuyển là chuyển thành water sau ha, đó nhá, nhá. Vậy thì đờ tờ đờ ở cuối, Wow. ở giữa ở cuối Wow. thì đọc rất là nhẹ, ở đầu thì kia, tuy nhiên vị nhá, I do, tôi làm bài về nhà, My own work. yeah, I không, tôi Going to yeah. school. I go to Yeah, ok, vậy thì nào, hôm trước nếu mà ai đã đọc về bài chính thì ở trong này á có hai từ chính duy nhất thôi ạ, tạo nên ý nghĩa của câu 80% là từ gì ạ? Go Go Go, to cool, ok, school. nhá, yeah. School. Chỉ cần nói là go school là người ta biết là đi học rồi, mình nói ở thì đấy, đấy ạ. Vậy thì mình sẽ nhấn là I go to school. Vậy thì School. cái từ to bây giờ ấy nó rất là cái từ ngữ pháp thôi, nó chỉ bổ sung ý nghĩa 20% cho nó đầy đủ thôi, thì mình giảm xuống đọc nhẹ xuống, thay vì mình đọc là to thì bây giờ mình đọc nhẹ nhàng xuống là còn là to, I go to school đấy. Vậy thì cái từ to này mặc dù nó ở đầu nhưng mà nó là cái dạng ngữ pháp và dạng nhẹ, cho nên mình lại đọc là to, đọc âm to rất là nhẹ nhàng nhá, to, chứ mình không đọc là I go to school nhé. Ok. Âm tờ nó thiên biến văn hóa lắm, nhưng mà vẫn mọi người nhớ là thường ở đầu là từ chính thì bật thật mạnh ra, nhưng mà một từ ở cuối ở giữa thì đọc bé lại. Ok. Đó. Và tiếp nữa. Cái này chỉ có Anh Mỹ mới có. Đó là khi mà âm tờ kẹp giữa hai nguyên âm nhá. Ví dụ to water thì từ water, cái từ water nó sẽ viết là như thế này ạ, v kép trọng âm này, wa đấy, up there đấy, water. Và nếu từ điển Oxford thì nó cứ viết này thôi, còn từ điển Cambridge thì nó tự dưng có cái dấu mũ ngược này nhá, đó thì cái này mình chuyển thành đờ nhẹ, thay vì mình đọc là water thì mình đọc là water, ok, Wonder. water, What? ok đó. Và cái này nó phải kẹp giữa hai cái này nhá, phải kẹp giữa hai này nhá, đó. Ví dụ như mình có cái từ gì mà mình không được tờ nhỉ, ví dụ là ôi có nhiều từ lắm trong lúc này chẳng nghĩ ra,
Tiếp theo ví dụ như một từ nha. Từ nhá. Đẹp ạ, đẹp ạ, đẹp ạ, đẹp 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 đẹp. Ok, mình có không có tính từ ạ. Ok, đấy từ đẹp nha. Ok. Beautiful nhá. Beautiful. Đó. Mình không còn đọc là beautiful nữa, mình đọc là anh Mỹ chắc chắn họ sẽ đọc là beautiful ha. Beautiful. Đó. Vậy thì đây, em viết phiên âm cho nhá. Đó. Nó đọc là đấy, cái âm giờ này thì không quá quan trọng đâu. Đọc dễ lắm. Đây. Trong từ điển, đây là từ điển Cambridge nhá, nó sẽ có cái này này. Đấy. Beautiful. Đấy. Mình sẽ đọc là đây. Beautiful. Thay vì nói là beautiful nhá. Ok. Vậy thì âm đây. Đây là một nguyên âm uể oải nhá. Uể oải. Nhá. Uể oải, nguyên âm beautiful. Đây nó kẹp giữa thì mình nói beautiful. Ai có thể lấy cho em một từ gọi là flap, cái này cách đọc chuyển thành tờ, thành đờ người ta gọi là flapty nhá. Flap là vỗ cánh nhẹ nhẹ, đấy flapty. Đấy. Ai có thể biết một từ nào nữa mà người ta flap ạ? Ví dụ nhá. Mình hay đọc cái câu là hẹn gặp bạn sau nhé. See you. See you again. See you còn gì nhỉ? See you later. Yeah, see mình you có then. Thể see you then. Nhưng mà mình có cản từ này nhá. Đấy. See you later. Yeah. Later. Thì người ta, người anh Mỹ người ta đọc. See you later. See you later. See you later. Đấy. Mọi người có nghe thấy có người ta có đọc là see you later không? See you later không? Không ha. Đây là see you later. Later. Vậy thì là từ L này. Later. Later. Đấy. See you later. Nà. Hẹn gặp bạn sau nhé. T này với cả em tờ giữa nhá. Còn anh ấy thì họ nói là see you later. Anh nói là see you later. Anh Mỹ này. See you later. Rất khác nhau đúng không ạ? Đấy, cho nên là giọng anh nhá. Thì đấy, nó sẽ tất cả âm tờ ấy thì nó giữ tờ hết. Hoặc thậm chí nó nuốt đi ấy, nó không đọc ấy. Còn anh Mỹ ấy thì nó sẽ nuốt ở cuối, nó không đọc ở cuối. Vì chữ it nó thường nó bỏ đi. Nhưng mà ở giữa ấy, mà kẹp giữa thì nó sẽ chuyển thành đờ, gọi là flapty, đâm đờ nhẹ ha. Vậy thì mọi người khi mà mọi người luyện á thì mọi người chuyển thành đờ thì là nó sẽ đọc như ví dụ nhá. Ví dụ nhá. University thì mình chuyển thành gì nhỉ? University đọc flap thành gì nhỉ? University. Yeah. University. City. Oh, thì mình sẽ này. University nhá. Tiếp theo. Trung tâm thành phố. Center. Yeah. Yeah. City. City center. City center. Tiếp theo anh ở anh Mỹ nhá. Âm tờ mà đứng sau âm n nhá thì nó sẽ bỏ đi nhá. Vậy thì cái này sẽ đổi thành là city center chứ họ không đọc city center nữa. Tương tự cái này người ta gọi là silent t, âm câm ti không đọc nữa nhá. Ví dụ từ mạng ạ, mạng internet nhỉ. Internet thì người ta đọc thành gì ạ? Internet. Yeah, người ta internet. Sẽ đọc là anh ý Mỹ người ta đọc internet. Internet. Yeah. Internet. Ok, internet. Họ không đọc là internet nữa. Anh phải đọc internet thôi, anh Mỹ đọc là internet. Thì mọi người tập theo cái này dễ lắm. Cái này dễ. Tiếp theo. Ví dụ như là
quốc tế ạ. International. Yeah, mình nhớ international nhá. International. Yeah. Inner bỏ cái từ tờ đi nhá. International. 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 Đấy. Nhá, có nhiều từ, khá là nhiều từ đấy. Bỏ đi international ạ. Nên nhớ ra nhiều từ, như cái từ inter ấy nhá. Cái đôi inter thì không đọc là inter nữa. Mà đọc là inner. Và phải cong lưỡi nhá. Inner. Inner. Inner nhá. Thì inner. Đó. Đây em chỉ cho mọi người này. Để nói được giọng Mỹ này, để ai luyện nhá. Thì có ba cái yếu tố. Thứ nhất đó là cong lưỡi. Nhớ chưa? Có âm r này, cong lưỡi nhá. Ví dụ đây tìm cái từ cong lưỡi nào. Con từ nào. Garden nhá. Nào, đây đây. Lady. Yeah, garden này. Yeah. Thì anh Mỹ, anh nhá, anh thì nó đọc là garden. Garden, nó không có cho âm r vào nữa, nó đọc như là âm go, garden. Còn anh Mỹ nó đọc là gar, nó chữ r có cuộn lưỡi lại, garden, ok? Garden, anh Mỹ là đọc cầm r nhá. Ví dụ như cái từ father chẳng hạn. Thì anh đọc là father, the, không có cuộn lưỡi gì cả. Nhưng mà anh Mỹ đọc là there, father. Đấy, anh father, anh Mỹ father. Và anh Mỹ nó cong, cứ có âm r chắc chắn phải cong lưỡi ha. Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất nhất của anh Mỹ là cong lưỡi chữ r. Tiếp theo, anh Mỹ sẽ có flappy. Là cái mà em đang bảo người á. Tờ thành tờ, khi âm tờ kẹp giữa hai nguyên âm đó. Ví dụ như là beautiful thay vì nó là beautiful. Water thay vì nó là water. Cities thay vì nó là city. Đó. Yếu thứ hai. Tiếp theo yếu tố cuối cùng của anh nghĩ đó là cái âm a. Ai âm ai bẹt nhá. Ví dụ cách tự hiểu nhé. Tôi hiểu là I understand. Yeah. Em viết cho mọi người nhá. Understand. Yeah. Under. Đơn ơi nhá. Để viết cái yeah, I understand. Anh Mỹ đọc là understand. Anh understand. Understand. Mọi người thấy khác nhau chỗ nào ạ? Tôi thấy khác nhau không ạ? Khác nhau cái âm này này. Đấy. Yeah. Anh Mỹ thì chuyển thành E và hạ cái giọng hạ cái hàm xuống để thành E bẹt nhé. Vậy là thay vì nó là e thì nó thành e. Đấy, nó hạ xuống. Nhưng mọi người có thể đọc là e như bình thường. Understand, nhá. Yeah? Understand. Anh đọc là understand. Understand. À, một cái là an, một cái là en. Khác nhau á. Ví dụ như con kiến này. Anh thì đọc là and. Anh Mỹ đọc là and. Đó, khác nhau. Đấy, đây là ba yếu tố chính nhất để sự khác nhau giữa anh Mỹ ha. Thì mọi người nói anh Mỹ thì mọi người sẽ tập theo. Đó. Thì mọi người nếu mà biết đầu từ ngay từ đầu mọi người đã biết áp dụng theo rồi ấy. Ví dụ từ này thì mọi người sẽ đọc là and thay vì đọc là and. Thì dù mọi người không cần bất công sửa lại nữa. Ví dụ bên mọi người tập đọc này đọc thành and, xong rồi lại phải sửa thành and thì mệt lắm. Hoặc là cái r cong lưỡi nhá. Bắt đầu mọi người thấy r viết từ turn thì mình gọi đọc là turn, mọi người tập cong lưỡi đi thì rồi mọi người cong lưỡi được, chứ mọi người ban đầu không có cong lưỡi mọi người đọc là turn thì nó khó sửa. Vậy thì nhớ em ba yếu tố đấy ha, để có thể luyện được giọng Anh Mỹ ha. Và giọng Anh Mỹ thì giọng dễ luyện lắm, ai cũng có thể luyện được ha. Giọng anh thì còn hơi khó thôi đó. Ok ha, này hơi một chút để cho mọi người nếu theo tiếng Anh ấy, lâu dài ấy học ạ, là mọi người sẽ học này rất là
dễ dàng để có một cái giọng hay, nghe nó hay, nghe nó phê ấy. Ok, thì thêm cho em từ nhé. Đọc xong rồi đọc em cái từ wider, better, inner, internet nhé. Ok, rồi, first one. Xin mời một bạn ạ. Đọc cho em nhé. Two. I want two cups of tea. Và do gardening with a dog. Okay, come on. Em ạ. Yeah, okay, come on. Two. Yeah. I want two cups of tea. Correct, đúng rồi. Do. Yeah. Do gardening with a dog. With a dog, okay. Gardening, neng nhá, neng. Gardening. Gardening. Yeah, the dog. Very good. Em ơi đọc cho anh nào. Water, better. No. Water, better. Water, internet. Better. Internet. Water, cong lưỡi nào. Cong hẳn đấy. Water. Đúng rồi. Better. Water. Better. Internet. Yeah, internet. Internet. Okay. Yeah, correct. Nice. Đọc cho anh cái từ. Câu 7 nhé. Turn right at turn right at Wall Street. Turn right at Wall Street. Wall Street. Street. Wall Street. Ok, cứ có mi dài mọi người, hạ giọng xuống kéo dài ra nhé. Street. Đó. Thank you Hậu ơi. Very nice. Next one ạ. Yeah. Hằng ơi, please đọc giúp anh câu 3 với cả câu 2 nhé. Câu 2 và 3 nhé. Yeah. Come on. Gardening with a dog. Oh yeah. With. With a dog. Okay. Correct. Number Tom went to a call. Okay. A town. Town. Okay. Water, better, internet. Water. Yeah. Water. Yeah. Better. Internet. No. Internet. 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 Yeah. Nơi đọc nhẹ nhàng nhưng mà cong lưỡi ha. Internet. Okay. Internet. Very good. Very good. Hậu ơi. Very good. Mọi người ơi, biết tại vì sao chỗ này thay vì đọc là a dog, mình đọc là a dog không ạ? A dog. Thay vì không đọc là o mà đọc là a, vì sao ạ? Đọc cho nó Mỹ ạ. Đọc cho nó Mỹ nhá. Nhá mọi người nhá. Nó Mỹ đỉnh nhá. Chưa ra đây là cái từ Tom. Bình thường nếu người Việt sẽ đọc là Tom, người Anh sẽ đọc là Tom, nhưng mà người Mỹ người ta đọc là A nhá. Tom nhá, người ta đọc là Tom. Yeah, Tom. Người ta không đọc là ơ nữa. Vậy mọi người luyện dần đi ha. Đây cũng là một cái yếu tố gọi là phụ thêm vào của giọng Anh với giọng anh giọng Mỹ đó. Thì chuyển âm O thành âm A nhá. Có thể là âm A hai chấm hoặc là âm A cũng được nhá. Nhưng mà đấy là anh Mỹ ha. Thank you. Một bạn nữa. Mình bạn. Mình nhớ. Yeah. Come on. Chị Thư, right? Yeah. Yes, come on. Chị giúp em đọc câu đầu tiên. Water, better, internet. Sau đó chị đọc giúp câu. Yeah. Water, better, internet. Yeah, come on. Chị đọc cho em câu 5 với cả câu 6 ạ. You can eat that end. Yeah, okay. Chị cái từ you, chị đọc nhé. You. You. Correct. And. You can. Mi phải kéo dài, rất là kéo dài nhá.
Eat. Yeah. That. That, đúng rồi. And. And, correct. Rất là tốt. Không khó mà đọc cũng vậy, rất là tốt ạ. Câu 6 ạ. Number 6. Yeah. And. Yeah. David. David. Trọng âm rơi vào âm day cho mình đọc. David. David. Yeah. And his lady. Yeah, chưa chưa cái từ his vẫn còn y dài quá. His. His. Okay. His. Okay. His. Yeah. Ladies. Ladies. Okay. Good. Okay. Thank you. Chị đọc ra cái từ turn right at Worth Street. Turn right. Turn cong lưỡi. Turn. 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 Yeah, chưa có cong nhiều đâu ạ. Turn, nhớ nhá. Turn right. Turn right. Yeah. Turn right at Wall Street. Yeah. Wall Street. Wall Street. Yeah, nhớ ha. Âm L cuối phải ồ phát ha. Wall Street. Yeah, turn right at Wall Street. Okay. Right at Wall Street. Yeah. Yeah, very nice. Okay, thank you. The next one, please. Thank you. Can you? Dạ, vâng ạ. Come on. Chị đọc giúp em câu 7 với câu 8 ha. Hey. Right. Yeah. Turn. Yeah, turn. Right. Turn. Yeah. Turn. Right. Right. Nè, có chữ tờ cuối nhé, mình tờ đọc. Turn right. Tờ nhẹ. Right. Turn right. Yeah. At. War. Cheese. Yeah. Street. Nè, chị cái chữ này ha. Chị đọc cho em là street. Mình không đọc là stress. Yes. Là nó sang sờ rồi ha. Street. Cheese. Đó, street. Cheese. Đúng rồi, phải bật ra ha. Street. Cheese. Đúng rồi. At. Cái từ at. At. Đó là at. Đúng rồi. Vậy chị đọc at. Chứ mình không đọc liền luôn ha. Mình không đọc us. Là nó thành s nhá. Không phải nó ha. Thế này người Việt là hay mi mắc phải á. Cái chữ tờ cuối thay vì đọc là at. Thì nhiều người đọc là us. Sweet. Thì nhiều người đọc là Swiss. À, họ không bật cái ra, vậy thì mình phải cố gắng mình sửa cái đấy ha. Câu cho em. Water better internet. Water better internet. Better, yeah. Internet. Okay, thank you. Okay, vậy là chữ tờ hầu như là lớp mình cũng đọc được ha. Đã có độ bật ra rồi đấy. Âm này rất dễ rồi, chỉ khác biệt là nó bật ra rồi. Còn những cái biến thể này thì mình nhớ là được ha. Rất là good. Hôm nay là buổi thứ tư của lớp mình đó. Em thấy là học được nhiều hẳn hơn đấy. Mình đã cái khác không phải sửa mấy lần nữa. Mà đây là những khó rồi đấy. Khó thật. Nhưng mà chưa là khó nhất ha. Buổi sau mới nhất. Ok. Cái bây giờ sẽ đọc cái âm r. Âm này thì không hẳn là khó nhất đâu. Gần khó nhất thôi. R âm này tiếng Việt nó không có. Thì hôm trước mình có đọc một cái tức là nó đi theo nhau theo cặp ấy, kiểu tình yêu với nhau á, thì mình có trước là mình có cái âm sờ ha, cái âm trong từ sờ trong từ she đó. Cái từ she thì nó viết phía đông cũng là một cái dấu tích phân đó, và một âm y dài đi đó. Thế đây nó là she, và con này nó cùng cái cặp với nhau đấy, nó cùng cặp với nhau. Thế con she này là sờ không có dung vô thanh, còn âm này khi mà nó âm này nó đây là g đó. She g, sự khác nhau của nó là một âm không dung một âm dung. Thì mọi người làm sao tập theo lý thuyết nhé, mọi người âm she nhưng làm sao she nó dung lên được, nhưng mà nói thế sẽ không dung được đâu, nó phải có cách nhá. Mà cách là mọi người em hãy luyện thế này. Đấy. Đầu tiên mình sẽ tập
R đấy nhá, R đấy nhá, R R. Và mọi người nói cho em đọc âm R, âm R nhá, R R R. Và làm sao cho nè, rung, rung cái đầu lưỡi, rung, à, mình nói là rung, rung, cái từ nhá, từ tiếng Việt nhá, miền Bắc, đọc là rung. Đọc người Bắc đọc là rung. Những cái từ r này ha, mình đọc là rung, 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 rung. Nhưng mà âm từ rung nó không có cái độ giật giật, cái độ r. Thì để mà được cái âm r thì mọi người hãy nói cái từ rung, nói từ giờ này ha, và cong lưỡi lên để rung lên, rung, rung. Đó, vậy sự kết hợp chữ âm d với âm r này thôi. Rung, cong lưỡi lên và nói cái từ rung. Ok, bây giờ mọi người sẽ nói cho em một cái từ từ số này ha, a giờ nhá, a giờ. Mình không đọc là a giờ, không đọc là a giờ, mà đọc là a giờ, a giờ. Đọc chậm cho em nhá, a giờ. Để rồi ha, sau đó là đọc các cái từ khác, từ ấy còn lại ha. Nào Asia, nào âm này là âm khó ha, nhưng mà âm này nhá, nếu mà ai mà chưa luyện được thì cũng không sao, bởi vì sự xuất hiện của âm r nó chỉ chiếm 1% thôi, tức là 100 từ thì mới có một từ dính cái âm này thôi nhá, cho nên là không có quan trọng quá ha nhá. Dạ, nào nhưng cứ cố gắng cái chuyện nào. First one ạ. Mình nhớ em ạ. Yeah, ok. Chị Trâm chứ ạ. Age. Đúng rồi, age. Lại. Age. Đúng rồi. Very good. Ok, chị đọc cho em nhá. Cái từ đầu tiên đây là V, đọc là y không đọc là V nữa nhá, mà là V. Version. Version. Yeah. Version as a treasure. Vision a treasure. Ja. Ja. Rung hơn nữa. Ja. Treasure. Đúng rồi, ja. Chị nhớ ja. Ok, xem câu thứ 4 ạ. Đó là pleasure. Pleasure. Đúng rồi. As my pleasure. As my pleasure. Very good. Chị xem đọc rất là tốt hôm nay rồi nhá. Next one, chúc mừng chị. Next one, another one. Em. Yeah, come on. Asia chứ nhá. Asia. A, nó rung cả chữ sao? Giờ. Giờ. Đúng rồi. Yep, yeah. Đọc cho anh hẳn câu 8 đi ạ. My leisure time in Asia. My leisure time. And Asia. 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 Yeah. Chữ AI ở đây á, mình đọc bằng cách là mình kéo ra y dài nhá. Nó y ngắn thôi nhưng mình chuyển thành y dài nhá. Asia. Asia. Yeah. Chứ mình không đọc là Asia nhá. Nó là lớp AI đó. Asia. Ok. Đọc giúp anh câu 6 ha. Em đọc mẫu trước đi ạ. Dạ, câu 6 nhá. Luxurious, luxurious, a luxurious hotel. Luxurious, a luxurious hotel. Hotel. Đấy, hotel. Đấy, có rất là điệu nhá. Mọi người còn nhớ cái từ luxurious. Luxury. Yeah, luxury. Yeah, luxury. Luxury. Nhưng mà luxury thì là âm sờ nhá. Sờ này này, she á. Còn chuyển sang tính từ này. Nhiều người phát âm lỗi từ này. Họ tưởng luxury là sơ. Thì thôi không tra từ điển nữa. Ta cứ đọc luxurious. Nhưng mà sai, nó phải là luxurious. Đấy, không tra từ điển là kiểu gì cũng dính bẫy hay. Very good, nhưng mà em rất là hay.
Yeah, fail please. Đọc từ số 8 ạ. Asia, yeah, Asia. 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 The giờ của em là giờ. Giờ để nó thành là âm giờ đấy. Của em bây giờ chỉ cần cong lưỡi cho anh là xong nhá. Asia. Đúng rồi. Nha. Nha. Đây cho người được cách nào đầu tiên mọi người đọc âm này. Đấy. Giờ nhá. Đọc là giờ. Cong cái lưỡi lên. Cong lên, cong cái lưỡi lên. Đây là cái lưỡi nhá. Vâng. À, thì đọc là thay vì đọc là giờ thì phải cong lên mà giờ thế thôi. Thử lại nào. Try. Asia. Correct. Nhá. Tiếp nào. Đọc cho anh cái từ câu 4 nhá. Pleasure. It's my pleasure. Pleasure. It's my pleasure. Very pleasure. Good. Very đúng rồi nha em ơi. Hôm nay tưởng hôm nay khó mà thành dễ nhỉ. Thế thì rồi mọi người luyện cái âm khó nhất thì lại đỡ hơn đấy, tại vì mọi người đã phân biệt được cái từ này rồi. Ok. Ai mọi người ơi. Dạ dạ ok. Một người nữa đi ạ. Em ạ. Yeah. Come on, Hiraki. Yeah, come on. Asia. Asia. Yeah. Cong lưỡi nữa. Asia. 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 Yeah, đúng rồi. Now, my leisure time in Asia. My leisure time in Asia. Yeah. Very good. Luxurious. A luxurious hotel. Luxurious hotel. Hotel, okay. Luxurious. Đúng rất đúng đấy. Hiraki. Yeah. Hiraki. Tên là hay. Hay đâm ạ. What does it mean? Không nghĩ bạn học tâm đây ạ. Nhá. Vâng. Ồ. Anh gọi em nhưng mà bạn học vẫn phát âm. Ôi em xin lỗi là em không nghe được đấy. Yeah. Không sao. Thì nhưng mà hậu thì âm chuẩn rồi. Very good. Ok. Thế thì thanh hậu nhá. Yeah. Ok. Trang đúng không? Như chờ nhá. Chờ. Hiraki nhá. Vâng ạ. Asia. Correct. Yes. Đọc giúp anh nghe. Đọc giúp mình nghe. My leisure time in Asia. My leisure time in Asia. Correct. Okay. Tiếp theo từ khó nè. Luxurious. A luxurious hotel. Luxurious. A luxurious hotel. Yeah. Luxurious hotel. Okay. Good. Hikari. What does it mean the name? Bạn ơi, cái Hikari là nghĩa là gì nhỉ? À, nghĩa là ánh sáng ạ. Ánh sáng. Như kiểu là minh đúng không? Không, em chỉ biết nó nghĩa là ánh sáng thôi chứ không phải là minh. Yeah, okay. What's ánh sáng của anh đấy thầy. What's your Vietnamese name? What's your Vietnamese name? Không bảo ạ. Sorry, I'm so sorry. Yeah, okay, no worry. Tên là Anu Ikari-chan. Okay. Arigato. Yeah, okay. The next one, Chang, right? Chang, ơi, please, come on. Yeah. Yeah. Yes. Ôi, anh kia ông này em thấy khó lắm ạ. Anh chỉ giúp em với anh nhé. Yeah, okay. Sure. Em đọc vào từ đi, anh nghe rõ hơn á. Và từ đi, Asia đi. Asia. Em đọc là Asia. Asia. Em đọc nó hơi sang cái âm khó nhất của tiếng Anh rồi ấy. Nhưng mà cái âm có đấy nhá.
r con này giờ nhớ một cái r một cái á chưa á giờ mỏ ơn giờ không chu mỏ con này thầy thì chu mỏ lên nào giờ giờ á chu cái mỏ này giờ á con này r không có giờ em zoom cái đầu lưới cho được em zoom cái đầu lưới cho anh em rờ 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 cái đầu lưới của em không cái đầu lưới của em không chạm vào phần thịt phía trên của hàm nhá. Nếu mà đầu lưỡi của em ấy mà phát âm này mà chạm vào cái phần thịt phía trên của hàm thì nó là âm D V kép 3 đấy đấy. Nhá. Nhưng mà ấy anh phải nói thật bởi vì hai âm này nó chỉ khác nhau là nó âm D D R mà buổi sau mình học cái âm khó nhất nhá. Thì với âm này nó phát âm ấy nó nói thật là nó nhanh ấy. Nó nhanh khó nhận ra lắm luôn ấy. Đó. Nói chậm thì là sẽ nghe được phát âm là âm cái nào là âm r còn đây là âm j nó chỉ khác là trước khi nhớ trước cái âm buổi sau mình học ấy là âm d r ấy là trước khi là khi phát âm này thì đặt lưới ở vị trí âm d sau đó phát âm âm này thôi đó thì hôm nay mọi người đọc được âm này thì buổi sau mọi người chỉ cần đặt lưới đặt kiểu âm d nhớ sau là phát âm r này là nó có khó thể thu nhá âm chờ bằng hay là đấy thì nhưng mà đây là âm chờ cái này là âm rờ okay. Trang ngay thử nào ok Asia đúng rồi Asia đúng rồi đấy Asia my leisure time in Asia my leisure time in Asia. In âm e ha, không đọc là in. In Asia. Asia. Okay, good. Okay. Asia. Nhiều các trang mà học được hơn. Khó nhất. Thank you, chị. Đây là cái âm giờ này mới là khó nhất. Rồi, hôm nào anh đi dạy cầm số ba ấy dễ hơn âm giờ. Me you can thank you Jen. Asia correct my leisure time in Asia my leisure time in Asia correct giọng rất là hay luôn luxurious hotel luxurious hotel. Yeah, rất là hay, very good. Vậy thì hôm nay gần như là tất cả mọi người đã đọc được đấy mọi người ạ, một cái sự gọi là không ngờ. Không ngờ chắc là kéo maybe người gọi là em thử lại đi anh. Okay, come on. Anh thấy cái từ sai. Luxurious. Đúng đấy. Luxurious hotel. Luxurious vision hotel. Changer. Yeah, đúng rồi đó. Mai à Trang đọc từ đó nhá. Mọi người cái từ này xem mọi người đây có từ hotel. Cái từ này nhá. Cái từ hotel. Cái này là từ điển Cambridge. Đó là Cambridge nữa nhá, mà là Cambridge. Cái này nó từ điển Cambridge. À. Thì nó khi cái âm này này. Âm D3. Thì cái này này. Âm O. Hotel. Thì nó là ghi là O nhá. Đây thì nó là đây. Hotel. Đây. Thì nó là âm O. Đây là Cambridge. Có một người Việt Nam Oxford nhé, không là Oxford đâu nhé. Oxford thì nó là thế này này, thì nó lại là
ơ nhá. Thì cái âm kép nhá. Đây là Cambridge. Là đọc là o, đọc hay là o hoặc là cậm thì đọc là o cũng được. O thì kể khi vào nó cũng nó vẫn là cái âm o thôi, không có đi đâu đâu. Đừng hết sự khác nhau giữa hai cái này ha. Thì cái hotel đấy thì thôi ha. Nên dùng từ điển Cambridge nhé. Mới đầu học nên dùng từ điển Cambridge bởi vì các cái âm ví dụ là shopping thì nó viết thành shopping, mình đọc nó dễ, mình chuyển được shopping nó dễ. Còn Oxford nó đọc nó ghi là shopping đấy, nhưng nó đọc là thành shopping, chả hiểu luôn. Ghi một đằng đọc một nẻo. Oxford ấy. Mới học thì nên học Cambridge. Nó ghi phát bảng phát âm tốt hơn. Mà nghĩa của Cambridge nó giải nghĩa ra dễ hơn cho người mới bắt đầu ấy. Còn Oxford nó giải nghĩa dùng từ khó hơn để giải nghĩa bằng tiếng Anh đó. Vậy thì cố gắng dùng Cambridge trước thay vì dùng Oxford nhé, nhìn nhé. Rồi mình học một thời gian nữa thì dùng Oxford sau cũng không sao. À, hôm nay mình sẽ chọn được cái bài đi mua sắm ở một cái chỗ mua sắm ở. Anh ơi. Hello. Anh ơi, anh dạy cách phát âm mà chữ time đó anh, chữ thời gian ấy. À. Ờ, cái chữ đó nó khó phát âm như thế nào ấy? Yeah. Okay. Đây. Time. Ok, đây. Có cái này đâu. Mọi người thấy màn hình cái chữ âm vẫn ở âm R không ạ? Có. Ok, đây nhé. My leisure. Time. Ok. Time. Cái từ này để mà đọc được thì nó cũng nhiều yếu tố phết ạ. Đầu tiên ha. Là cái ngữ điệu của nó nhá. Ngữ điệu nhá. Đây, cái ngữ điệu. Time. Ngữ điệu là time. Nó là thá, ảm nhá. Thá, nhân dấu sắc và ảm. Và mờ phải nhân dấu đấy. Time. Đấy. Time. Nhá. Vị trí lưỡi như thế nào anh? À, cái vị trí lưỡi là đầu tiên là phát âm âm tờ nhé, bằng cách là đặt cái đầu lưỡi và các chân răng hàm trên, sau đó là bật ra thở, sau đó là viết là time. Đó. Cái này nếu mà bảo về vị trí của từng âm thì được, thở a i m thì được, chứ còn vị trí lưỡi của cả từ thì nó thay đổi liên tục à. Time. Em đọc thử nha anh. Ừ, ok, come on, thử đi. Time. Chưa. No. Time. 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 Nào, time. Vậy là sau khi kết thúc rồi nhá. Nó phải có time. Không được dừng luôn là time mà phải là time. Có cái đoạn sau này. Time. Đấy, đúng rồi. Time. Yeah, time. Time. Đây này, bên đó là cái dạng m nó giống nhau nhá, ví dụ là I'm fine. Đấy. Tôi ổn nhá. I'm không đọc là I'm fine. I'm fine. Đấy, phải có là I'm fine. Và vậy thì phải cho một cách là và cuối nhá. Là với âm m, còn là với âm n ha. Âm mũi á. Thì phải thậm chí nhá. Shopping. Đấy, đặc điệu nó phải shopping. Yeah, I love going shopping. Mọi người mà tập luyện thì phải tập điệu vào. Khi mà nó nhanh thì nó cái điệu của mọi người nó lại. Bây giờ
sorry but I have no time. Đấy, thì nó sẽ được cái từ time. Đấy, nó không có điệu như là lúc mình luyện. Sorry, I have no time. Đấy, nhưng mà nói nhanh ạ. Sorry, I have no time. Thank you for the question. Hỏi rất là hay. Vâng anh ạ. Yeah, you're welcome. Cái gì hả? No. À, tiếp nha. À, luyện lại giọng. Đầu câu thì... Đầu câu, cả lớp ơi, đầu câu hay giữa câu, lên hay xuống ạ? Lên ạ. Lên, cuối câu thì? Xuống. Xuống, đấy ở câu thường nhá. Lát nữa sẽ có xuất hiện một cái câu lạ cho mọi người, thì nó lại ngược lại nhá. Nhưng mà bây giờ cứ này đã. Ok. Trong một câu thì có những cái từ mà nó chiếm 80% nghĩa, đó là những cái từ mang nghĩa chính. Còn những cái từ mà mang nghĩa phụ thì nó là ngữ pháp, thì mình đọc nhẹ đi. Nhá. Ok. Tiếp theo, bây giờ em đầu tiên sẽ cho mọi người thì tìm cái từ chính nhá trong này nhá. Tìm cái từ chính trong này. Tìm chính trong này. Để mà tìm được cái từ chính thì mình phải hiểu cái nghĩa của nó thì mình mới tìm được ha. Đó. Đầu tiên. Good evening. Thì từ chính là evening nhá. Ai mà tự dưng buổi sáng dậy vào morning. Họ chỉ cần bảo morning là cái viết rút gọn của good morning nhá. Khi mà chào nhanh mình không cần phải chào good morning nữa đâu, mà người ta chào morning, afternoon, evening. Đấy, vậy thì cái từ chính là từ evening là to. Còn cái từ good thì mình đọc rất là bé lại thôi. Thay vì nó là good evening thì mình đọc là good evening. Đọc hạ xuống cái từ good xuống ha. Good evening. Sir, ngài. Sir, ngài nhá. Thế thì còn bà. Bà thì mình đọc là gì ạ? Ví dụ nhìn thấy bà già ấy, đi vào quán ạ. Ông già thì Madam. Sir. Madam. Yeah. Mình đọc là này. Dạng đủ nó là madam. Nó là madam nhá. Madam. Nhưng mà khi mà cái này đấy, mọi người xem phim thì nó sẽ ghi là đấy. Đấy, nó là ma'am. Ma'am. Yeah, nó là ma'am. Cái âm a mẹm hoặc mẹm được à? Mẹm. Rất dễ là nhầm ra là cái từ bà mẹ. Đấy. Good evening mẹm thì giống như là chào buổi tối mẹ ơi. Nhưng cái từ mâm thì nó là mâm, có đây là mẹm. Ok, mẹm. Thì người ta sẽ không dùng mẹm tắt và không dùng khi nói cái từ mẹm. Người xem mẹ thì là good evening ma'am, chứ ít khi người ta nói good evening madam lắm nhá. Viết mail thì mình viết thôi. Ok. How may I help you? Từ chính ạ. Từ chính là từ nào ạ? Help. Help. Chỉ có bốn chữ cái từ help là từ chính nhá. Evening help thôi. How may, how là từ để hỏi. Từ để hỏi thường là những từ không chính đâu nhá. VKW rất nhẹ. May là một dạng như kiểu should, can, do, trợ động từ quyết thiếu. Từ này là ngữ pháp, đọc bé. I, she, he cái gì thường nhá. 80% là đọc bé lại nhá, nếu không nhấn. How may I help you? Chứ không nói, không bao giờ nói là how may I help you đâu. Không. Vậy thì I, she, he, it chủ ngữ nhá. Chuyển về dạng nhẹ, đọc bé lại thôi. Động từ how may I help you? Phiêu thì cũng để lại phiêu xuống thôi. Đó, bây giờ đấy. Tức là để mà nói được hay ấy, thì mình phải hiểu được cả cái câu này ý nghĩa. Cái từ quan trọng nhất là gì? Tìm được cái từ quan trọng nhất để mình nhấn thật to và mạnh vào từ đấy. Còn những từ khác thì mình sẽ không nhấn. Đó, vậy thì cái này học ngữ âm nhưng không khác gì đi học ngữ pháp ấy mọi người. Sharp assistant là gì ạ? Sharp là người quầy bán hàng. Cái này là người bán hàng nhá. Ở shop assistant thì thay vì nó là seller là người bán thì mình gọi shop assistant là những cái người ở như kiểu ở chỗ cái gì nhỉ? Điện máy xanh hoặc bán hàng kiểu đấy, hoặc là ở những cái quán quầy họ bán hàng như kiểu Circle K các thứ ha. Yes, no, yes. Please, yes, please. Cái này nè. Yeah. Yes. Cho xuống hả em ạ? Cái này nó phải. Yes, please. Please.
looking 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 look for look for là tìm cái gì ha. I'm looking for là tôi đang tìm kiếm cái gì đó ha, cho verb là t-shirt. T-shirt là cái gì ạ? Cái áo sơ mi. T-shirt. Cái áo ngắn tay nhá. Còn bình thường áo ngắn tay là shirt ạ. Vâng, please. Quý vị lần vào đây. Nào, cái này là follow me. Học chuyển thành A là anh Mỹ nhá. Follow me. Ok, follow me. Ok, follow me. What size do you want? Chắc chắn là từ size là đúng rồi. Muốn. Chỉ có hai từ này thôi. Size, one. Còn what, từ để hỏi. Đó là từ nhẹ nhàng rồi. Do, trợ động từ, nhẹ nhàng. You, chủ ngữ, nhẹ thôi. A small size. Nào, small size cả hai từ nhé. Bởi vì là size là từ chính rồi. Small, để đặc điểm của nó rồi. Ơ, có phải không ạ? Có là từ chính không ạ? Từ chính là từ small nào? Yeah, small size, cả hai cái nhá. Cỡ nhỏ, ok, cả hai cái luôn. Cỡ nhỏ, ok. Không phải từ chính, là một mạo từ chính, từ là ngữ pháp nhá. Không chính, đọc nhanh, lướt đi. Tiếp, từ gì ạ? Đây vẫn là color. Thấy mọi người nhìn thấy không nhỉ? What do you want? Nó kiểu vậy thôi. What không được là từ để hỏi. Không được to, đọc phải rất là bé. Color đọc to, do đọc bé, you đọc bé. Màu gì mà bạn thích? Cái màu gì mà bạn thích? Purple là màu gì ạ? Tím. Tím rồi, có chữ pur phải cong lưỡi cho em. Purple. Purple. Please, y dài nhé, please. How much? How much là câu hỏi gì ạ? Bao nhiêu nhá? How much? Ok, how much? Vậy thì how thì từ để hỏi bỏ đi. Nhưng mà match nhiều bao nhiêu thì phải nhá. Từ này mà to be to nhẹ s ngôn ngữ nhẹ nhàng. Vậy thì này là số má anh kiên kiểu gì nhấn nhá. Số má đi nhấn. Dollars. Nhớ là 30 đô là số nhiều cho nên phải thêm cái từ Z vào ha. Phải đọc là Z. Dollars. Cả răng. That's không phải vì sao. Đó là chủ ngữ và to be nhé. Chủ ngữ đi với to be thì phải nhấn vào. That's fine. Đọc bé lại. Ok. Nào. Take. Tôi sẽ lấy là phải nhé. Take. Lấy là phải nhé. Động từ mạnh đấy nhé. Số má kiểu gì cũng nào rồi. Danh từ riêng kiểu gì cũng phải rồi. Bao giờ? Will là một cái dạng động từ của sẽ, can, may, do, is. Vậy thì dạng này là dạng yếu, không có đánh vào. Pay in cash. Okay. Pay là trả. Cash. Trả, thẻ. Cái từ in này chỉ là trong ngữ pháp mà thôi. Vậy thì rất là bé, không có được. Không, mình chỉ đọc pay in cash. Chứ không đọc là pay in cash. Okay. Nhưng mới đọc, mới luyện thì phải đọc cả nhá. Can I pay in cash? Và lần cuối cùng mới đọc là can I pay in cash? Đó. Nên là phải, mọi người mới luyện thì chưa luyện được ngữ điệu luôn đâu. Mà phải tập dần từng cái từ đơn lẻ một xong mới theo cấu trúc đấy. Ok, đấy bạn. Of course. Tương tự nhé, với cái từ of course. Thì không cần, còn cost thì cần ha. Of course, cong lưỡi nhá. Thank you, cảm ơn. Thank you thì không cần ha. My pleasure. Này,
nhưng mà trong rồi ok và nghe em đọc ha. Okay. Good evening, sir. Bên em đọc tương tự. Sau đó là em đọc có ngữ đọc nhé. Good evening, sir. Còn lưỡi. How may I help you? Good evening, sir. How may I help you? Bây giờ bắt đầu ngữ điệu hay này. Good evening, sir. How may I help you? Đấy. Good evening, sir. How may I help you? Yes, please. I'm looking. Không đọc là looking. Ư và e nhá. Looking. For. Đọc ơ là dạng nhẹ của từ for nhá. Mọi người có thể đọc for không sao. For. A t-shirt, sờ nặng, âm ơ cong lưỡi, t-shirt. Yes, please, I'm looking for a t-shirt. Yes, please, I'm looking for a t-shirt. Please, follow me. What size do you want? Please, follow me. What size do you want? Đó, đây là cái cách nguyện ha. Nào, bây giờ cần những cánh tay. Cho người luyện với nhau không? Người luyện nhé. Ok. Hằng, mọi người raise your hand cái biểu tượng kia để em biết. Hằng, first one, Hằng màu blue nhá. Em nữa thầy. Em nữa. Ok, mình thấy rồi. Bạn. Mình mời bạn Miyuki ha. Miyuki ha. Nhà xong là sau đó là sẽ tới An này. Hằng Trần nhá. Nào, come on. Bạn đầu tiên ạ. Hằng Lê sẽ là xanh. Good evening. Sure. How may I help you? Good yeah. Evening. Sure. How may I help you? Yeah. How may I help you? Yes, please. I'm looking for a t-shirt. Okay, wait. Look. I'm looking. Yeah. Yes, please. I'm looking for a t-shirt. Yeah, okay. For này chỗ này nhá. For hoặc là fur nhá, nhưng mà phải cong lưỡi hà. Fur, furer và mình lưỡi mà fur. Yeah. Yes, please. Yeah. I'm looking for a t-shirt. For t-shirt. Yeah, nice. Tiếp bạn. Please follow me. Oh, wait. Fa. Follow me. Yeah. What size do you want? Please follow me. What size do you want? Good. A small size, please. A small size, please. Yeah, a small size. A small size, please. A small size, please. Yeah. What color? What color do you want? Color, cong lưỡi ạ. Color. 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 What color do you want? Purple. Purple, please. Please, kéo ra y, kéo ra. Please. 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 How much is it? How much is it? Yeah. Is it? How much is it? How much is it? Yeah, cheese it. Chứ không là cheese it, huh? How much is it? How much is it? Okay. Thank you. Rất là tốt ha. Hằng Lê với cả Miyuki. Thank you. Hai bạn đọc rất là tốt ạ. Có ngữ điệu.
Good, 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 very good. Next one. And với cả hàng chat. Một cặp nào nữa nhỉ? Tâm Mỹ Huệ ạ. Tâm Mỹ Huệ ạ. Yes, yes. Good evening, sir. How may I help you? Yes, please. I'm looking for t-shirt. Look, sorry. Looking. Please, yes. Follow me. Please, follow me. What size do you want? Wait. Please, please. Please follow me. Yeah. Please follow me. Yeah. What size do you want? What size? No. What size? What size? What size do you want? Size. Con Z ở giữa. What size do you want? What size do you want? Yeah. Okay. Nice. A small size, please. Yeah. Đọc nhanh ạ. Đọc nhanh. A small size, please. Yeah. A small size, please. A small size, please. Cho tôi sắp vào từ small nhá. Sorry mọi người, viết theo kiểu okay. Anh rồi. Viết theo kiểu Anh rồi nhá. Để anh là a small. Yeah. A small. Anh nói là a small size. A small size, please. A small size, please. Yeah. What color do you want? Wait now. What color? What color do you want? Yeah. Come on. Huh? Anh kia đâu rồi? What color do you want? Come on. What color do you want? Purple now. Please, yeah. How much is it? Wait. How much is it? Không được chi đâu, không được y đâu, phải là e đây. How much? E z đây. Chê z. How much? Đếm cho em 30 ạ. Đếm cho em 30 đi ạ. $30. Da. $30. Dollar. Lur. Công lưỡi. Dollars. $30. Đúng rồi. Đấy, lớp mình bây giờ đã biết mấy rồi. Biết các thứ rồi. Rất là tốt. Rất tứ cướp ha. Next gặp ạ. Hậu với cả ai nhỉ? $30. Hậu từ bạn Hậu đọc rồi nhỉ? Tâm Huệ, bạn Huệ ạ. Dạ vâng. Tâm Huệ. Thanh. Tâm ơi. Hello. Tâm hay là Tâm ạ? À chị Trâm mà em xin lỗi ạ. Trâm mà em xin lỗi ạ. Huệ là Thanh hay là Tâm nhỉ? Dạ, người đầu tiên đọc là xanh luôn đấy ạ. Dạ, vâng, anh được ạ. Mời. Vâng, thế để em cũng được ạ. Dạ, ok, hồi. Good evening, sir. Sir, how sir, call it sir. Sir, yeah. Sir. How may I help you? Yeah. Đọc nhanh cả cơ ha. Đọc ngữ điệu nào. Good evening, sir. How may I help you? Yeah. How may I help you? Help you. Đọc quả câu nhé. How may I? How may I help you? Mọi người ơi, thực ra có một cái kỹ năng rất là nâng cao nhé. Cái này thì cũng chia sẻ thêm cho mọi người nếu mà mọi người biết thôi. Đọc một câu bạn cũng nhé. Em sẽ không đọc. How may I help you? Mà em sẽ đọc. How may I của em nhé. Thì nó thế này. Em sẽ cho một cái âm. Trong cái giờ và giữa này. How may I? Đấy. How may I?
help you. Ví dụ nha. Luôn luôn. Không có nha. Thì em sẽ là cái thủ thuật cho nhiều cái đó là I always là I always thì cái âm ấy nó bị nó nối với nhau, nó rất là mềm nhá. Yeah. Cái kỹ năng là nâng cao, rất rất nâng cao. Nó luyện cái này là người Việt nghe không hiểu lắm, bởi vì mình cho thêm cái này vào, nhưng mà người bản ngữ nghe rất là đã tai nhá. Mình có thể How may I help you? Come on, next one. Yeah, please. I'm looking for t-shirts. Looking. Can. Yeah. Looking for a t-shirt. Yeah, yes, please. Yeah. T-shirt. Wait. T-shirt. T-shirt. Yeah, good. Yeah, please. I'm looking for a t-shirt. Okay, good. Please, follow me. Wait, please. Go, I'm S-Z. Please, follow me. Follow me. No, follow. Follow me. What size do you want? Yeah. Đừng nhanh ạ. Please follow me. What size do you want? Yeah, okay. Mình sẽ đọc nhá. Please, nhớ phải nhá. Please follow me. What size do you want? À, tức là cái từ. Những cái từ mà mình không nhấn thì mình đọc mà. Mình cứ giảm xuống để cho nó bằng đi, nó không bị sâu sắc nhá. What size do you want? What size do you want? A small size, please. Yeah, no, wait, đừng có mít của em, cái âm Z của em rất là quan. A small size, please. Đấy, nó. Size, please. Yeah, mọi người nhé, mọi người cắn răng là mọi người xì hơi. A small size, please. Rồi. A small size, please. Yes. Yeah, bạn. What color do you want? Yeah. What color do you want? L cong lưỡi ạ. What color do you want? Yes. Purple, please. Please. Yeah. Purple, please. Yeah. How much is? Chỗ này hơi khó ha. How much is it? Mình đọc liền ra, mình tách ra được ha, nếu mà chưa được. How much is it? Is it? Purple, please. Purple con lưới ạ. Purple, please. How much is it? Bởi vì cái từ này của chị là chị đang phải sửa vật lộn với từ much, cho nên là chị sẽ khó rất là lồn đúng không? Thì chị sẽ tập nhấp how much. Thì nó tự đối âm cho mình đấy nhá. Mình đọc quen đọc lâu ấy thì dễ đối âm lắm. How much is it? Okay. $30. Yeah. Thirty dollars. Mặc dù nó kẹp giữa hai, giữa âm r với cả âm y, nhưng mà âm ơ này thì họ viết thành âm
ừ, và họ có cái dấu kiểu này ấy. Thì đây là một luôn. Nên đây là một nguyên mặc nguyên kẹp giữa cái i này nó thì thay vì là 30 nhá. $30. Yeah. Okay, good job, mọi người. Này. Dạ. Và thầy tiến bộ. Điều một người là em không phải sửa quá nhiều á. Không phải sửa quá nhiều về cho mọi người mà mình toàn học không khó. Thế là nó chứng minh một điều đó là chăm chỉ sửa nhiều thì âm tốt lên. Mà mình mới có được bao nhiêu buổi ấy nhỉ? Đúng rồi, mấy buổi thứ tư thôi mà âm mọi người đã tiến bộ vậy rồi. Nhưng mà ngày mai là buổi thứ năm, à thứ sáu là buổi thứ năm mất rồi. Ờ thì học thế thôi. Học chứ cái hay gì đó là thế thôi. Là mày có phát âm chán lắm, chẳng dám gửi. Rồi phải gửi đi. Thế thì em làm xong mà em còn không dám nghe lại. Tiếng Anh của em nó quê mùa lắm. Không phải, hai âm đầu hai buổi đầu tiên thì âm nó dễ hơn, tự tin hơn chút. Càng về sau càng phát âm lưỡi không cong được, xong cứ mất tự tin dần, mất tự tin dần, không nói được, cứng hết cả lưỡi vào ấy. Ui, thế thì cũng được, được. Mình phải luôn luôn phải tự tin, phải ấy á. Mà sao nó tiếng sai tiếng Anh, càng sai thì tốn năng lượng, càng sai thì mình càng phải sửa nhiều. Nói tiếng Anh rất là tự tin, nhưng mà sang tiếng Anh nó hết tự tin rồi. Thì cho em bây giờ em học tiếng Nhật thì em cũng phát âm như gì chắc mọi người nhìn đấy, không có gì mẫu không. Giáo đúng không? Nhưng mà nếu mà có người, em tiếng Nhật cũng gãy mà tiếng Anh cũng gãy, mệt như tiếng Anh cái gì cũng gãy lắm. Không, nhưng mà tiếng Nhật nó cũng điệu mà. Không điệu nhưng mà nói tiếng Nhật nó không quá trọng âm, kiểu không cong lưỡi hay là uốn éo gì nên cảm giác nó không mệt như tiếng Anh ấy. Em tức là em tiếng Anh mà em phải uống hết một chai nước 2 lít nước ấy mọi người ạ. Tiếng Nhật mình không cần phải nhấn trọng âm nhưng người ta vẫn hiểu. Nhưng mà tiếng Anh nếu không nhấn thì nó sẽ sang từ khác. Nó sẽ nhầm rất là dễ nhầm. Còn tiếng Nhật thì nó nhầm, nó vẫn nhầm nhưng mà nhầm ít hơn. Người ta vẫn có thể hiểu được câu đó mình muốn nói gì. Nhưng mà tiếng Anh nếu mà nhầm một phát là sang nghĩa khác liền. Đúng rồi. Tiếng Nhật còn tùy vào ngữ cảnh nữa. Nói chung là Nhật thì tiếng Anh bị được mà nhầm. Có khi do mình nói tiếng Nhật nên là lưỡi bị cứng mất rồi ấy, mọi người ạ. À. Đâu, không. Biết thêm một ngoại ngữ thì cái lưỡi của mình nó có khả năng bắt chước tốt hơn và nó, không. Ngôn ngữ khác nó lại trùng ấy. Nhưng tiếng Nhật đó, tiếng Tiến ạ. Tiếng Á. Ví dụ như từ walking đúng không? Bây giờ nó là walking. À, walking. Thì nó một cái khác luôn á, khó sửa lắm. Nó nói rõ ràng luôn đấy. Từ sữa chua yogurt nghe là chán. Thế sữa chua cũng, tiếng Nhật cũng là yogurt ạ. Không, nó phiên từ tiếng Anh sang. Nó phiên từ tiếng Anh sang nhưng mà nó phiên kiểu kỳ cục lắm, giống kiểu để người Nhật đọc được ấy chứ không phải là phiên kiểu đọc tiếng Anh mà phiên để người Nhật đọc được. Excuse me. Thì là sang kêu các kiểu. Nhưng mà em thấy lớp mình phát âm rất tốt đấy, tốt hơn nhiều so với cả những người mà chỉ có biết tiếng Việt xong là bắt đầu học tiếng Anh ấy. Tại vì thứ nhất là trong đầu mọi người đã biết có cái khái niệm là phát âm của tiếng này chắc chắn nó phải khác so với cả kia, thì mọi người sẽ cố gắng kiểu tìm cái cách nào mà tìm cái sự khác nhau đó. Chứ còn người Việt mới học tiếng Anh là cứ nghĩ là ban đầu cứ nghĩ là từ nào cũng giống nhau kiểu tiếng Việt ấy, xong là cứ phát âm theo kiểu na ná là được ấy. Đấy. Thì người Việt mới học ngôn ngữ thứ hai thì cảm thấy âm sẽ không được tiến bộ nhanh bằng người đã học tiếng Anh là ngôn ngữ thứ ba rồi, thì nó cũng khác. Nhưng mà khi mà học tiếng Nhật thì tiếng Anh á, thì cái ngữ pháp và cái vị trí của câu nó khác nhau hoàn toàn á, thành ra là cứ bị nhầm ấy ạ. Đúng rồi đấy ạ. Thì nghĩ tiếng Việt thôi, tiếng Anh em thấy dùng tiếng Việt hơn rồi. Mà nếu mà cứ nghĩ tiếng Việt á thì không nói được nổi tiếng Nhật, nên bắt buộc phải suy nghĩ bằng tiếng Nhật rồi nói tiếng Nhật mà. Nhiều lúc đã nghĩ trong đầu cái câu gì nhưng mà
trong đầu nó cứ hiện lên cái sắp xếp theo tiếng Nhật ấy, nên là hay là mọi trước khi mọi người nói tiếng Anh nhá thì mọi người nghĩ tiếng Việt xong là chuyển sang tiếng Nhật xong lại chuyển sang tiếng Anh. Không, vậy nó còn đấy hơn ấy. Tại vì tiếng Nhật là cấu trúc ngược mà. Nếu mà chuyển qua tiếng Nhật xong lại chuyển đầu tiên là xuôi, xong lại ngược, xong lại xuôi. Nó hành động Nhật Bản. Nhưng mà em biết là Vicky mắc cái bệnh đó là suy nghĩ tiếng Nhật nhưng mà nói cố gắng để suy tiếng Anh á, nhưng mà toàn bị nói thành tiếng Nhật á. Đúng rồi ạ. Em bây giờ ai mà hỏi em một câu tiếng Anh trong đầu em hiểu nghĩa là gì nhưng đúng rồi mà nghĩ để mà phát ra câu trả lời thì em sẽ nói tiếng Nhật chứ không nói tiếng Anh. Đúng rồi, em không nói tiếng Anh mà không nói tiếng Việt nữa. Bật lên tiếng Anh. Em cũng bị thế. Ngày nghe em nói được tiếng dân tộc ấy, em nói được tiếng dân tộc. Thế là có một thời gian là em nói với người dân tộc, nhưng mà tiếng dân tộc kiểu nó là nó ít đi, tiếng dân tộc nó ít chữ lắm, nó toàn đi mượn nhiều ấy. Thế lúc đang nói tiếng dân tộc em toàn nghĩ sang tiếng Anh, lâu lâu em chêm vài câu tiếng Anh vào, khổ lắm. Nhưng mà em thấy là một lợi thế, biết một tiếng không mới học tiếng Anh là ngôn ngữ thứ ba là một lợi thế không ạ? Rất tốt. Nghĩa là mình chắc là mình sẽ có những phương pháp hoặc định hướng hơn so với là mình chưa học gì thôi, chứ còn cũng khó lắm. Thấy khó lắm. Thì luyện ngữ âm khổ mà. Ngày xưa em luyện học một khóa học 3 tháng, chỉ có suốt ngày học A, I, O, P, B, T, R, chỉ suốt ngày đọc bập bẹ cái đấy thôi, suốt ngày nhai đi nhai lại cái đấy. Nhưng mà về sau giọng mình khác hơn so với nhiều người. Tức là nhiều người, mọi người ơi, 10 người học tiếng Anh nhá thì chỉ có 1 đến 2 người là bắt đầu học ngữ âm thôi. Chứ họ vã đầu tiên là họ sẽ đọc từ vựng với ngữ pháp, họ cứ nói đã. Xong rồi họ nói được rồi, họ thấy ngữ âm được thôi, bỏ đi. Nhưng mà học như thế thì họ nhanh bỏ tiếng Anh lắm, bởi vì cái âm họ phát âm chán. Nhưng nếu mọi người học tốt phát âm ấy, ngay từ đầu ấy, thì mọi người có cái âm tốt, mọi người biết cách phát âm, mọi người thấy đúng, mọi người tự tin nói ấy, thì mọi người sẽ thích việc nói ấy, và cứ thích nói ấy, là thích học nhiều thứ mà học duy trì được lâu dài. Để cứ học là phát âm, biết cách học không thì mọi người sẽ học tiếng Anh một cách kiểu lâu dài ấy, vài năm liền ấy, thay vì học một tháng, một hai tháng xong là thôi mình kệ. Nhưng mà biết cách phát âm tốt hay ấy thì mình duy trì được việc học mà. Mình tốt đấy mọi người ạ. Mọi người cố gắng rèn luyện phát âm là cái duy trì được việc học. Tiếng Anh thì em cá nhân em nhận thấy là ngôn ngữ là quan trọng là đường dài. Đường dài mới biết ngữ hay ha. À, đường dài tức là mình học tiếng ngôn ngữ đường dài thì những người học đường dài kiểu gì nó cũng khác hẳn với mọi người. Nhưng mà làm sao để có được tiếng Anh ạ? Có gì ạ? Phản xạ ấy à? Phản xạ tiếng Anh thì nói thật nhiều ạ. Có cách nói cho mọi người nói thật nhiều nhé. Nhất là mọi người sẽ... Bình thường mọi người có lúc ở không, mọi người nghĩ về tâm trạng, kiểu cuộc đời này sao tôi lại như thế này, cái gì ấy. Thì thay vì mọi người nghĩ thế thì mọi người hãy nghĩ bằng tiếng Anh xong tập nói linh tinh bằng tiếng Anh. Em hay đi xe máy ấy. Vừa đi xe máy vừa lầm nhầm tiếng Anh. Kiểu như là nhìn thấy cái cây thì bảo cái cây xanh cái gì đó, nhưng mà lầm nhầm bằng tiếng Anh. Đó. Lầm nhầm bằng tiếng Anh. Mình cũng giống Tiến ở thời mà mình học tiếng Nhật ấy, tại vì không phải là lúc nào mình có thể kiếm được một người bạn để mình có thể cai qua để mình nói chuyện hội thoại, để mình có thể phản ứng được cái câu hỏi của hay là cái gì của người ta đó. Vâng. Thì mình hay đóng hai vai bạn học sinh. Mình cứ đóng hai vai, mình ngồi mình nói chuyện một mình vậy thì mình cảm thấy là cái độ phản xạ của mình nhạy bén hơn so với mấy bạn học cùng. Thì có nghĩa là có thể là mình chưa giỏi bằng mọi người đâu, nhưng mà cái độ phản xạ của mình được đánh giá là cao, là bởi vì mình cứ tập cái kiểu như là cái ông A nói chuyện với ông B, thì ông A hỏi cái là ngay ông B ông phải trả lời, thì trong đầu mình sẽ nảy ra những cái từ vựng với lại cái cấu trúc ngữ pháp nó cứ bật ra liên tục vậy thì nó thành một cái thói quen. Đúng rồi, cách hay. Ngày xưa là em còn thế, và bây giờ thì em biết rồi, nhưng mà ngày xưa là mới đầu cái gì, với cả mới đầu học là sẽ có mọi người cố gắng là rèn cho mình cái phản xạ, nhìn thấy cái gì cũng phải có câu hỏi, à cái này nói tiếng Anh là gì ấy. Đó. Nhá. Ví dụ ra ngoài đường thấy cái xe ô tô thì cái xe phải nghĩ là à cái xe ô tô tiếng Anh là gì, nếu mà biết rồi thì thôi. Nhưng cái khác ví dụ như là cái biển báo giao thông thì tiếng Anh là gì, thì mọi người phải tập rèn cái đấy vào trong người, cứ thấy bất cứ cái gì thì luôn luôn phản xạ là cái này nói tiếng Anh là gì, cái này nói tiếng Anh là gì. Thì mọi người đi rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều thứ, nếu mọi người có cái phản xạ đấy thì mọi người sẽ biết là mình chưa biết những cái từ này và từ này mình biết rồi ấy. Thì rồi mọi người sẽ học từ vựng lên rất là nhanh. Em có một cái bạn 8.5
IELTS speaking ấy, bạn ấy học theo kiểu mấy cái cách đấy, hay đi nói một mình làm nhảm, hoặc là hay nhìn cái thứ gì ấy. kiểu như thế ấy. Mà bạn ấy còn nghĩ bằng tiếng Anh, nhưng mọi người bây giờ họ nghĩ bằng tiếng Nhật được ấy, tập nghĩ bằng tiếng Nhật đấy, thì là mọi người nghĩ bằng tiếng Nhật được ấy, thì mọi người tập à cái này mọi người tập thử thử đặt mình nghĩ bằng tiếng Anh xem ấy. Nó hơi khó đấy, hơi đau đầu ấy, nhưng mà dần dần ấy thì tiếng Nhật thì sẽ là gì, em nói nghĩ bằng tiếng Nhật em nói, nhưng mà với cái vốn tiếng Nhật nó có ổn rồi, nhưng vốn từ vựng tiếng Nhật nó ổn rồi, nhưng mà tiếng Anh á thì do từ xong cấp 3 đến giờ á là không có dùng, thành ra là quên nhiều ấy ạ. Chả còn cái gì từ vựng gì ấy, muốn nói cũng không nói được á. Bây giờ là phải học từ đầu đấy. Tức là trong người không còn có vốn từ vựng luôn á. Nếu mà nhìn sách thì vẫn còn nhớ được gọi là một chút ít gì đó, nhưng mà khi mà để tự nhiên mình nói ra không nhớ một cái gì nữa luôn. Tức là chỉ có output luôn á. Thế thì em cũng nghĩ là chỉ cố gắng tìm môi trường nói để giao tiếp ấy. Tức là trong một group mà hay nói với nhau kiểu chủ đề ấy, hoặc làm quen với nhau ấy, là tầm đấy đi nói thật nhiều thì nó sẽ dần những cái phản xạ đấy. Dạ, đủ nhau đi nhậu xong rồi bắn tiếng Anh cũng được. Đúng rồi, đúng rồi. Uống rượu và được nhiều. Đúng rồi. Nhất là tiếng Nhật đi ngày xưa học đại học với người Nhật toàn rủ nhau đi nhậu xong rồi bắn rồi. Tiếng Nhật trình lên rất là nhanh. Đúng rồi. Mà mọi người mà ở Việt Nam ấy thì là cuối tuần lên bờ hồ ấy, em có cái câu lạc bộ săn tây bờ hồ ấy, thế là cứ cuối tuần là các bạn đến các bạn nói chuyện bắt về tây, xong lại ở những cái người mà bắt kiểu gặp nhau ấy, họ lại chẳng làm quen hỏi nhau bạn đến từ đâu học như thế nào ấy, nó có một cái môi trường động lực, xong là cứ kiểu thích ấy. Cứ lúc nào cũng mong đến cuối tuần để gặp nhau để nói chuyện về tây ấy, đấy thì có cái môi trường, nó có không gian, môi trường không gian để cho mình có cho cái ngôn ngữ của mình nó được sống ấy. Đúng rồi, đó nó không bị quên. Đúng rồi, kể em cũng thế ha. Mọi người thấy không, em đi dạy này á thì cái từ ngữ của em dùng để dạy ở cái mức rất là cơ bản ấy. À, nếu mà em dạy này thôi mà em có không luyện của em ấy là rồi những cái từ khó là em cũng bay tự dưng nó mờ nhạt hết, nó kiểu lãng quên hết đó. Không dùng là quên hết. Không dùng quên hết mà, thì mọi người học tiếng Nhật như thế mọi người đúng không? Mọi người chỉ nói mấy cái đơn giản là kiểu ra vào thôi, thì một thời gian những cái từ khó như kiểu N2, N1 là dần nó bay nhiều lắm. Bay hết rồi ạ. Thì em cũng thế, em đấy vì em cũng kiểu phải hay đi nói, cuối tuần thì em có cái câu lạc bộ gọi là tiếng Anh nâng cao ấy, họ toàn nói mấy cái chủ đề khó thôi, thế là vào là em tập bắn thôi, thì họ những thì em rèn được cái phản xạ đấy. Mà có một cái là hãy cố gắng, có khi bị mình học tiếng Anh bị người ta ghét cũng được không sao, đó là đi đâu cũng cố gắng chỉ nói bằng tiếng Anh thôi đó. Ví dụ em là thằng khá là gọi là hơi mất dạy, là cả lũ nó đang nói tiếng Việt ấy, em nhảy vào ấy, em nói tiếng Anh xong rồi bị cả lũ nó ghét. Nhưng mà một thời gian sau em thao túng tâm lý được người ta, thế là cứ thế em là người ta bắt đầu nói tiếng Anh, người ta không nói tiếng Việt nữa, thế là dần dần là cứ đi với em là bắt đầu là tiếng Anh. Thì mọi người biết ai nói được tiếng Anh ấy thì mọi người cứ bảo đã vào rồi nói tiếng Anh rồi, không nói tiếng Nhật nữa. Nếu gặp ai biết ấy thì cứ gặp mình là lo sợ mình, tại vì là mình sẽ lôi tiếng Anh ra mình nói, mà dù mình không coi lắm. Đấy, có người nó ghét em lắm, cứ mỗi lần gặp em là biết là thằng này chuẩn bị phá đám rồi, vì em đang nói chuyện cả lũ đang tiếng Việt ấy, em lại tiếng Anh vào. Nhưng mà một thời gian mà họ quen rồi ấy thì họ lại thấy tốt, tại vì là cứ gặp mình là họ đầu tiên họ đập vào mắt là chuẩn bị phải nói bằng tiếng Anh rồi đó. Thì đấy là hơi khó chịu, thì nhưng mà cách này em thấy là viện là hay mọi người ạ. Gặp ai biết tiếng Anh là cứ tập tiếng Anh thôi. No Vietnamese, no Japanese. Đó, thế là ui mà tâm sự này thì khuya lắm. Bây giờ mà Nhật, một số người bạn ở Nhật thì 12 giờ mất rồi. Thầy ơi, nghỉ sớm đi, mai còn đi tặng quà cho vợ. Đúng rồi, mai nè. À, nhân ngày 20 tháng 10, Vietnamese Women Day, I wish you beauty, health and success. Em nhân ngày 20 tháng 10 em chúc tất cả các chị em, các bạn nữ sức khỏe, xinh đẹp và thành công ạ.
Thôi, chúc mọi người ngủ ngon nhé. Ngày mai được nhận nhiều quà to nhé. Yeah. Chẳng có quà. Bye bye. Oyasumi nasai. Sayonara. Sayonara.